chạy ta. Ôi của ca sĩ Minh Tiệp. Giờ bà không tin đúng không? Ngày mai tôi không đưa luôn. Mà bà tin tôi không? Bà tin đúng không? Tin không? Bà đã nói là bà không cần biết mà bà lấy không? Bà có chi không? Chi không? Chi nhiêu? 20 ngàn hả? Hả? Cho 4 triệu mà cho luôn 20. Trời ơi. Cho 4 triệu hơn. Ít ra bạn phải cho tôi 100-200 ngàn chứ bà cho tôi có 20 ngàn. Có nghĩa là sao hả Quang? Không đủ đổ tiền xăng luôn. Không đủ đổ xăng luôn. Trời ơi. Chết à. Ai đi bây giờ? Tôi không ở trên này mà lên xe biết bao nhiêu lần. Chết có 4 triệu rưỡi chứ đâu còn gì chết. Ai gỡ qua nói mới biết. Không, nói cũng không biết nữa, nói làm gì. Không. Bây giờ không cần biết ai cho hết, chỉ cần biết có người cho bà chích thuốc thôi được rồi. Làm Minh Tiết phải không? Cái gì? Không phải. Không phải. Người này giấu tên. Người này người ta giấu tên rồi. Người ta không có cho nói. Không phải. Đã nói không phải. Hôm bữa là người ta cho bà là 8 triệu đúng không? Hôm nay người ta có người cho bà 4 triệu mấy thôi. Mà lấy không gì chứ? Lấy không? Đi nè, lấy cho tôi đây. Ra đây nè, đây. Lấy đi ra đây nè. Cầm đi nè. Lấy đi ra đây. Đi ra đây. Bà đi ra đây. Vậy. Bà đi ra đây mà nói chuyện với tôi nè, bà ngồi với tôi nè. Bà ngồi với tôi nè. Bà có tiền cái là bắt đầu, cái là bà chuyển pháp cho tôi à. Bà không có tiền mà nói chuyện pháp tôi đâu. Không, ngày mai mới có. Nhưng mà giờ tôi nói bà trước để ngày mai lấy. Có không? Xạo rồi. Trời ơi. Cũng cần. Bây giờ bà hỏi thử rồi mấy anh YouTube hồi nãy tôi cho mấy anh coi hết cho, rồi đó. Cho nó nhiều. Cho 200. Gì? Cho 200 hả? Hồi nãy có bao ăn không? Bao. Bao ăn luôn hả? Còn con thì sao chết? Cho thằng tâu phở hết. Trời ơi. Lâu lâu ăn phở con lấy tiền. Đúng rồi, con lấy tiền. Con lấy 2 triệu rồi trước. Trời ơi. Lấy hết mắt phải luôn đi. Lấy luôn mắt phải luôn. Lấy luôn mắt đi. Trường lấy 2 triệu. Nè. Báo cho một tin vui nha. Có một anh là anh giấu tên, anh không có cho biết. Nhưng mà anh sẽ cho dì chức một số tiền để dì chức đi chữa mắt, chích mắt với lại chích thuốc. Là anh chuyển cho con 4 triệu rưỡi 32 ngàn. Rồi tính 4 triệu rưỡi chẳng thôi nha, 32 ngàn lấy đủ xăng. Được không? Được không? Rồi 4 triệu rưỡi là 4 triệu rưỡi, ngày mai con sẽ cho gì chức. Không, ý ảnh là mua giấy số phần nữa rồi cho gì chức phần nữa, hiểu chưa? Được không? Ngày mai mua giống hôm bữa vậy đó, mua 8 cọc còn nhiêu cho chức, được không? Hay là mua phần nữa là mua 18 cọc luôn, 18 cọc, 16 cọc. Trời ơi, gỡ 4 triệu rưỡi, nướng câu phở 50, ngồi cấm cho nghe. Một thằng này lấy chủ xị 230 đổ xăng. Giờ đầu mua nửa cọc số còn 2 triệu. Thôi mày lấy mắt tao mày ăn đi. Tao mà ta chích 5-6 triệu nó cho 2 triệu. Ý của ảnh, ý của ảnh nói vậy nè, ngày mai sẽ mua một phần mua giấy số của dì chất. Còn một phần là cho dì chất. Hiểu chưa? Cần giấy số nhiều. Thì mua 4 triệu cho chích 500. Đúng rồi, mua giấy số 4 triệu còn 500 cho chất. Trời, mua số 4 triệu ơi, hỏi đi mấy cha. Chứ sao? Đủ má thằng ăn tàu phở 50, năm hằng hết 200 rồi. Chưa tính đỉ lé. Trời ơi. Rồi mày tính đi, đỉ lé đầu quét nè. Trời ơi. Lẽ có gì phần gì trong đây? Cái gì mà chửi vậy hơn chồng? Vợ nó nữa, vợ nó. Trời 5 ơi. Tàu phở thôi, cậu ăn hết luôn đi, hỏi lấy. Ngày mai ăn phở nha. Ừ. Trời ơi, mời ăn phở nữa, cháo tàu. Trời ơi. Trời ơi. Không. Nè. Bây giờ hỏi lại câu cuối cùng nè, bà tin tôi không? Tin. Bà tin không? Tin. Bà nghe cái tiền cái bà sáp cho tôi à. Nãy giờ bà đâu chịu sáp đâu. Nãy giờ bà nói chuyện với ai không à. Vừa nghe có tiền, mai có tiền cái bắt đầu sáp sáp qua tôi. Ngày mai chắc tôi bệnh tôi nghỉ.
Rồi, ơi đủ má chưa hết đéo cho tiền nó bệnh nó nghỉ. Bà có bệnh không? Điểu nè, bà có bệnh trong người không? Ta bệnh mà ta có giấy tờ, mày đéo có bệnh mày đua tiền ta. Tôi bị bệnh mất mới có giấy tờ, đâu khám bác sĩ rồi có giấy tờ. Trời ơi đủ má giống sắc hù cũ quá, nộp mạng quá. Trời giống bến bờ quá vậy bà. Sớm giờ bà đâu nhớ tới tôi đúng không? Bà đi vòng vòng mà đâu nhớ tới tôi đâu. Ta chui vô chổng ta ngủ. Thì đó bà đâu nhớ tôi. Tụi nó sinh nhật nên ta ngồi ta nhìn không mà đâu được ngủ. Ở trong phố cắn kẹo chứ. Không. Ở chổng đây sinh nhật hả chết. Ở chổng đây sinh nhật hả? Hai đứa hôm qua bốn lụi á. Ngủ hết luôn á. Nó bóng lụi mà dằn nó miếng á. Đó về chức định tính sao, khám bệnh sao, bệnh viện Triều An á hôm bữa đó. Rồi khám bệnh sao, về chức khám bệnh sao. Mắc tao chưa lo mà lo khám bệnh Trường An. Trời ơi mày nói với cha bác sĩ á. Người ta hứa về chức chừng nào chết. À tám tay. Tám tay chết đúng không? Rồi tám tay chết rồi có muốn ăn gì không? Ăn gì, ăn lần cuối chết à. Trời ơi. Thì không, à, ta đi khám bệnh nó hỏi ta ăn gì không. Ý là hỏi gì chết, chết xong chứ có muốn ăn cái gì không, con đi mua à, nói ông mua 4 miếng dán cho tao đi lần trời cuối. Trời ơi trời. Bà đâu có nằm 4 miếng dán nó được, mắc tiền lắm. Mua cho bà 4 miếng mica. Mica nào? Mấy miếng mica, mấy miếng ép tường đồ á, làm cái hộp thôi, bỏ vào chổng. Chứ thôi vô mánh là cô mực đi chết. Ờ, cô mực chơi gì chết à. Trời ơi, mỗi luồng mỗi ê! Tao có con nè, nướng đi. Ê! Đủ má chưa có tiền nó đòi ăn mực. Ê, con mực giờ cô có con nè, anh ăn không? Cô mực con lé ăn rồi. Không? Mày giải quyết phải đi. Gì? Trời ăn gì nữa kìa. Trời má con Phương hỏi ăn gì. Trời ơi chán chết rồi á, không biết trốn chỗ nào nữa. Không nói chứ mày con gà con mua một mới giấy số cho chất thôi. Mua chừng 600 ngàn thôi. Còn nhiêu là cho chất hết. Là của anh đó là anh gửi cho chất để chất chữa bệnh. Minh Kiết phải không? Không phải. Minh Kiết này... quen với ổng cãi câu hoài. Đó cái anh hôm bữa cho chất á là cái anh đó nói tên được. À. Anh này là không cho nói tên luôn. Sao kỳ vậy? Ờ, anh muốn giấu tên. Là anh giống như là muốn giúp gì chứ. Sao nó biết thằng này mà nó gửi? Cái này là không muốn nói tên của người ta là... Không muốn nói tên của người khác. Cảm ơn mê em phở nha. Sao biết chết hiểu không? Biết mà sao mày nói sao chứ Minh Tiết ổng gửi qua là có tên Minh Tiết. Minh Tiết là khác. Ở bên đây là giống như là ra giống như là yêu mến gì thôi, gì chức hiểu không, tội nghiệp gì chức nên người ta muốn giúp đỡ gì chức thôi, nhưng mà người ta không muốn nói tên người ta ra, hiểu chưa? Bây giờ á chị chức là vừa có Minh Tiết, bây giờ vừa có anh Quang nữa, anh Quang bảo trợ cho chị chức nữa, phải thương trời ơi thấy bả có thương đâu, bả vô cái là Quang rồi mà đi bi ôm đi massage rồi lum la mấy này lấy tiền đi bi ôm không thấy đó chưa? Cái bà đi về cái bà kêu Quang thằng lé chắc bê đê nó không có biết ôm đâu lé bê đê, người ta đứng ở trong đó có làm gì bà đó, bà chửi nó dữ vậy. Để ơi bà mặc lời nói cho nó băng qua đường mở cái xe với cái tủ mà tét cái tay anh coi nó cùng cỡ đó đó, ở nhà đâu bị. Bây giờ bà tập trung vô tôi nè. Gì? Ngày mai lên mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ mới lên hả? Lên trễ quá vậy. Chứ lên giờ nào? Ngày mai 4 giờ không có mặt thôi, khỏi lấy tiền. Trời ơi, đụng má già giá 4 giờ. Giờ chưa sổ số, số đâu lấy. Với giờ chưa có nữa. Tôi cho thì bà 5 giờ qua. Đó, tôi cho bà 5 giờ, 4 rưỡi sổ đúng không? 5 giờ là có mặt đây. 4 rưỡi số, không có tiền. 5 giờ trước ở đây đi rồi, 12 giờ quay ra đưa tiền. Đúng rồi. Tại mai nó bệnh mà, mai nó nằm nhà, 12 giờ tối tôi ra, còn bà thì tôi đưa, còn không còn thôi, tôi về luôn. Trời ơi, biết nó đâu tìm. Bà đưa túi tiền tôi giữ đi. Mai tôi ra tôi đưa bà. Khôn quá, có tiền đại lý đưa nó giữ. Đủ má 4 triệu chưa chó mất 7 triệu. Dạ. Đường nào cũng chết. Đường nào cũng chết đó. Dạ. Ngày mai bà mua đồ ăn cho tôi không? Ăn gì? Cái gì? Ăn gì? Mai bà ra trước đi. Mai bà ra chứ đi, tôi muốn ăn gì? Ăn lồn hả? Ở đâu ra ở ghê quá. Mà nói chuyện nghe ghê quá chắc ơi. Mấy này lấy tiền đi bi ôm, mấy anh cãi cái hoài.
Ăn có bu câu nè ăn luôn. Đủ má tiền nhiêu thằng đầu ăn cua, thằng đầu ăn cỏ. Trời ơi, lấy cái mạng con ăn luôn đi. Lẽ có ăn cái gì không anh? Dạ, ngày mai á bà kiếm năm cọc nào đẹp đẹp, số đẹp đẹp. Đúng không? Bà đem ra tôi mua. Cây số ca chỉ có 3 cọc. Cây số mà nó đòi lấy số mấy mày biết không? 397983 73 73. Đó mày chịu lấy mấy cái lóc đó không? Tôi không biết, bà lấy số nào đẹp bà lấy 5 cọc. Mai trả bà 600 ngàn, đưa 4,5 triệu. Coi như là còn 3,9 triệu cho bà. Ok không? Quá ngon luôn. Đó lấy đâu dạ. Không có. Còn không? Không. Bà nghĩ là chị chuyển qua bà bán vàng đó vậy. Đây. Chuyển qua bán vàng 4,5 triệu. Nè. 4,5 triệu đây tại nhà. Người ta cháy rồi. Người ta cháy rồi, tay phải mà chuẩn bị mở tiền vàng. Bán tờ đã cho 200, bán tờ cho 200. Trời ơi, bị tố luôn. Chết. Bà giống hoa hậu đại dương á. Hoa hậu đại dương là cái gì mà nó nói hoàng lẽ á? Nghĩa là hoa hậu ở ngoài đại dương á. Hoa hậu ngoài biển á. Bỉ bà này mày nói tao con tỉ tề vậy. Con. Hoa hậu đại dương thiệt, ai nói bà là tỉ tề. Má lé mà ghê gớm quá à. Đang ghen quả rồi, bỏ chữ lại luôn. Lé, hồi sáng thằng đó bán 5 cái quần 50, cái 10 ngàn, quần xa liếp á. Có, nó bán quần xa liếp đồ không đông, cái 10 ngàn. Chị Mai Lý nói nè, chị Mai Lý nãy nhắn tin với tôi nè, chị Mai Lý nói cái giấy số mà hôm qua mua, hồi nãy mua của bà á. Ngày mai mà trúng á là chị chích ra một phần cho bà đi khám bệnh, chích thuốc, với lại uống nước ngọt nữa. Ê Lâm, nó nói mày trúng 70 á. Ừ. Còn cái chị, 170 là hôm qua mẹ đó báo đó 11 tờ. Mà cho con Tây Ninh hết 2 tờ, bả qua đại lý bả đổi. Cái chị kia mua giấy số bà cũng nói luôn, ví dụ mà chị trúng á là tặng bà là 10 thùng nước ngọt. Coi nước ngọt uống nha, khỏe nha, mau lên. Bà lấy không? Bà lấy 10 đồng nước ngọt không? Trời ơi, tiểu đường mà 10 cùng đủ má, tao uống chừng 3 lon là ca xỉn rồi. Ca nằm trọng, hồi đó 7. Nè. Đủ mẹ, tao tiểu đường rồi mua trái sầu riêng 3 kg, ông nội nó ăn đi. Ăn cho ca chết mẹ. Người ta mua trái sầu riêng 3 kg là người ta ăn ruột bạn vỏ. Ai cho bạn ruột đâu mà đòi ăn ruột. Trời ơi, nãy chị kia mua nói trả lại. Ừ đúng rồi. Thôi dán chịu đi má. Giờ tiền vô túi rồi phải không? Tiền vô túi rồi, vô túi rồi má. Trời ơi mua với số trả lại. Cô Vương á hồi nãy á, nó đi Củ Chi rồi, nó đang đi show ngoài Củ Chi á. Là ngoài đó nó chỉ cái gì á không biết nữa. Trời. Mày có quay không? Cái gì? Nãy tôi gọi điện thoại cho nó nè, nó đang ở ngoài Củ Chi. Lồn đi tỉnh hoài. Trời. Bỏ bà đúng không? Ừ. Bỏ bê bà hoài phải không? Nó bỏ bà vậy bà mới nổi. Bây giờ lên chảnh đâu ai hỏi Thu Phương đâu, hỏi bà chất không? Sao kỳ vậy? Ừ. Lên kiếm bà không à? Ê, còn mày đi bia ôm ở đâu vậy? Trời ơi. Chết luôn rồi. Sao nói bà Hưng đi bia ôm hoài vậy? Bà thấy ông đi không? Nó duyên lầm. Hồ đi kỹ có không? Có bà, sớm tu làm gì có. Bông với hoa không mà bà. Thì đó. Hồi 8 tay tháng 3. Tôi kính chỉ nó mà mua bông hoa sen. Rồi người ta hỏi còn giấy số không kìa, lấy 5 tờ xào me kìa. Hết rồi anh. Còn con mực cao nè mà nướng không? Đưa cho ổng kìa, ổng còn nướng ra trời. Đủ má, tao còn con mực nướng không? Đưa con mực cho ổng nướng luôn kìa. Đủ má mày chạy mà hôm nay đường lên mà mày đi vòng vòng là tao cho mày đi mình mày luôn. Tao phóng xe khác vô hẻm. Đi 8 vòng luôn. Dám nhảy không? Về chưa mệt chưa? Chưa. Chưa mệt à? Chưa mệt nhỏ đây tiếp đi. Chị nào mệt về. Chào. Ngày mai vui nha. Mời đi cái gì? Mày đi bơi không? Bơi đâu? Mày đi chơi bơi đại giới nè, đi ô trượt qua trượt nước đồ. Không phải em chích một phần đó em mua đầm cho gì trước mặt rồi đi bán số. Thôi bà kia hứa cho ca đầm 6 đôi dép rồi mà. Không? Còn đầm ta nói bà nếu mặc đầm bà phải mua lưới ra người. Tự gì đùi ta rẻ không à. Trời ơi. Trời ơi, trước mặt ăn lưới hả?
Ờ má mày mặc đầm phải măng lưới. Ủa nè, nè chất, bà tôi thấy bà lên đây bà không cho tôi gì hết trơn. Cho gì giờ? Ủa nãy bà cầm gì bà cho tôi? Lấy quần xà lép không? Trời ơi. Quần xà lép cho con lé đi. Ê, bây giờ á, tao ước cho cô bay quần xà lép phải không? Cái sáng cái dậy sớm ra chợ cái trả ba cái quần 10.000. Trời ơi. Nha. Cái quần chắc mặn ngày rách quá. Trời ơi, bán đàng hoàng đụng đóng ba cái 10.000. Xe đá gì trời ơi bậy bạ. Mà đem mà cho người khác mặc lát chết. Lát gì? Lát đít luôn. Ê nhỏ đẹp quá. Rồi. Đây. Vô duyên rồi nha, vô duyên rồi nha. Khen người ta đẹp chứ không phải câu sau mới nói, định nói vậy. À, đẹp quá. Đẹp không? Nhỏ đó nhiều tuổi à. Đây. Nói lớn. Trời ơi, mới 16 tuổi lầm. Ê. Ê. Ê, có dáng vậy làm gỡ luôn. Chụp mỏ mà liền. Ê, hỏi vậy. Ủa đi bạn cái số. Ha. À, dáng đẹp quá.